Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vừa qua, Nhã Phương đã đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên cạnh Trường Giang, kỷ niệm 5 năm yêu nhau khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn lại chặng đường của cặp đôi nổi tiếng này. Trước khi đi đến hôn nhân, Trường Giang đã từng bị hàng loạt mỹ nhân tố lăng nhăng, trăng hoa. Nhưng sau khi kết hôn với Nhã Phương, nam danh hài đã có những thay đổi hoàn toàn trước truyền thông trường giang đã không ít lần than phản bị nhã phương tắt chặt chi tiêu thậm chí còn không biết đến các xe khi đều bị anh trai giữ và đến cuối tháng thì chuyển cho vợ nam danh hài thậm chí còn từng đau đớn tuyên bố trấn thành từng thông báo tôi ra đường chỉ có 2 triệu đồng còn trường giang ra đường không có một cắt tất cả đã có trợ lý kế bên lo giúp nhích trợ lý báo trường giang cũng từng chia sẻ rằng lấy vợ xong anh không còn một xu trong người anh phải tuân theo nguyên tắc một chiều khi tất cả những ngày kỷ niệm đều chỉ có một mình anh mua quà tặng cho vợ còn nhã phương không hề tặng quà cho chồng mới đây nam danh hài cũng đã bốc phốt sự chặt chẽ trong chi tiêu của vợ khi anh khẳng định rằng không ai có thể mượn được nhã phương một triệu đừng nói tới một trăm triệu tuy nhiên những lời thú nhận của trường giang chỉ nhằm thể hiện rằng anh giao phó toàn quyền cho nhã phương phải trải qua bao nhiêu sóng gió để đi đến hạnh phúc, Trương Giang đã có sự thay đổi trong cả đời sống lẫn phong cách trên truyền hình. Sau khi có con gái, Mười Khó trở thành một người đàn ông của gia đình, chính chắn và trưởng thành. Anh thường xuyên đích thân xuống bếp, nấu đồ ăn cho vợ hay không ngại chăm sóc nhà phương ở trường quay. Nếu như trước đây nam danh hài thường xuyên có những tình huống thân mật với các khách mời nữ trên show truyền hình thực tế, thì giờ đây đã hoàn toàn khác chính trường giang cũng đã thừa nhận rằng từ khi trở thành một người đàn ông đã có vợ con anh thay đổi thái độ với các đồng nghiệp nữ và bớt những tình huống đụng chạm trên sân khấu sau hai năm lập gia đình giờ đây hình ảnh của trường giang với công chúng là một hình tượng người đàn ông trưởng thành yêu chiều vợ vì vậy mặc dù bị vợ quản lý chuyện tiền bạc đưa ra yêu sách không còn được vây quanh bởi những bóng hồng nhưng giờ đây trường giang đang có cuộc sống hôn nhân nhiều người mơ ước và ngưỡng mộ Trước đó trên Facebook, Nhã Phương chia sẻ clip cô vào vai một người phụ nữ lấy được người mình yêu, sinh được một đứa con đáng yêu và dành trọn thời gian ở nhà chăm sóc con. Tuy nhiên, diễn biến của clip được đẩy lên cao trào khi chồng cô liên tục thông báo về trễ hoặc là không về nhà, lạnh nhạt với cô khiến cô rơi vào trạng thái buồn đầu. Đỉnh điểm là cô nhận được tin nhắn chồng cô đi ăn với một cô gái và có những cử chỉ thân mật khiến cô vô cùng sốc. Trước hoàn cảnh éo le trên, cô đã quyết định viết đơn ly hôn để trả lại tự do cho chồng cô. Những tưởng mọi việc đã thực sự khép lại, nhưng một tình tiết bất ngờ đã diễn ra, chồng cô không hề ngoại tình và tất cả chỉ là màn kịch để tử lòng Nhã Phương. Kết thúc của clip rất nhân văn khi cô đã đón sinh nhật hạnh phúc ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Thông qua clip trên, Nhã Phương muốn gửi gắm thông điệp đến với mọi người rằng đàn ông bà vợ còn không chăm sóc được thì nói gì đến chuyện làm chuyện lớn. Trái ngược với hoàn cảnh của vai diễn trong clip đã đăng, Nhã Phương chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình đang rất hạnh phúc. Mỗi ngày đọc tâm sự các chị em mà tức, trong phía ông nhà tôi sau 5 năm vẫn vợ con là số 1, đi đâu cũng nhớ vợ, mua quà cho vợ, chỉ có chăm vợ là giỏi, thấu hiểu và tin tưởng là điều phương và anh xã trân trọng nhất. Ngay dưới bài viết khán giả đồng loạt gọi tên Trường Giang và mong muốn rằng nam chính trong clip sẽ là anh, vì nếu thế, clip sẽ chân thật và cảm động hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ tin tức mới nhé.